Chuyện ma kinh dị với nhan đề Rước vong vào nhà, tác giả Bánh Ú. Ủng hộ tác giả nhớ ấn theo dõi trang cá nhân tác giả nhé. Mình có để trong phần mô tả video. Còn bây giờ mời mọi người thưởng thức chuyện nhé. Cọ. Cọ ơi. Thằng cọ đang lái xe thì nó nghe phản phất trong tiếng gió như có ai đó đang gọi tên mình. Nó quay nhìn xung quanh thì chả thấy ai cả, nên mới phóng ga mà cho xe chạy tiếp. Hết đoạn đường lớn thì nó rẽ vào trong con đường nhỏ của xóm mà chạy về nhà. Đi ngang qua cái thửa ruộng tăm tối, nó cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt và cảm giác như có cái bàn tay của ai đó đang vuốt ve dọc sống lưng của nó. Thằng cọ dùng mình mà tay lái cũng siêu vẹo theo, rồi nó chợt cảm nhận có thứ gì đó nó không đúng cho lắm. Xe nó dường như nặng hẳn lên, cảm giác như có ai đó ngồi đằng sau vậy. Thằng cọ đưa tay ra sau lưng thì thấy chỉ là khoảng không. Nó nhìn về phía xa xa là cái đèn đường gần nhà, cố phóng ga mà chạy nhanh về. Chứ còn ở đây bao lâu thì nó càng sợ bấy nhiêu. Bình thường nó là đứa không hề sợ ma, nhưng cảm giác hôm nay nó thiệt khiến nó phải rợn cả người. Kịch, kịch, kịch. Chiếc xe mới mua của nó dường như bị trục trặc gì đó mà kêu lên kình kịch. Xe nó bỗng nhiên chậm lại và cho dù nó có kéo ga cũng không sao chạy nhanh được. Nó sợ nên không dám phóng ga nữa mà thả về 30 thôi. Nhưng chiếc xe vẫn giữ nguyên một mức độ chậm như thế. Tới ngay chỗ khúc cây nhãn to trên cái thửa ruộng nhà ông bé thì thằng cọ nghe thấy hình như có tiếng ai đó gọi nó. Vận tốc xe lúc này ngang bằng với một người đang đạp xe đạp nên nó lại nghe tiếng gọi một lần nữa. Cọ! Cọ! Cọ ơi! Cọ! Nó chợt hét lên. Ai đấy? Thì một tràng cười của giọng đàn ông vang lên kinh dị xé tan cái âm thanh của tiếng ếch nhái đang kêu và tiếng côn trùng giả dích. Tay chân thằng cọ như muốn rụng rời vì lúc này nó thấy rất rõ ràng một cái bóng dáng của một người đàn ông đang đứng dưới gốc cây nhãn. Qua cái đèn xe, nó chiếu rọi đến. Bóng người không có đầu, là đúng vậy, cái bóng dáng người đàn ông cụt đầu. Thằng cọ cố gắng mà điều khiển tay lái trong sự hoảng sợ. Đã có 3 năm chạy xe rồi và đang đi trên con đường rộng chừng 1 mét. Nhưng đã được tráng bê tông mà sao nó thấy mình như lạc trong con đường đầy sỏi đá vậy. Bỗng thằng cọ giật bắn người khi nó nghe rõ ràng đằng sau lưng nó là tiếng gọi. Cọ ơi! Thằng cọ chao đảo tay lái mà phi thẳng xuống ruộng mà cắm đầu xuống dưới bùn đất. Nó cảm giác chân mình như đã gãy và tay cũng vẹo sang một bên. Nó vẫn nghe vang vọng tiếng cười và rồi cảm giác như có ai đó dùng sức mà dúi đầu nó xuống sâu hơn. Khiến cho mũi nó ngạt thở mà chết, vì sức nó cũng đã yếu đi rất nhiều. Ruộng cạn nước, nhưng nó lại bị chết đuối một cách thương tâm như thế. Sáng hôm sau, có mấy người đi làm, lúc tờ mờ sáng, họ gọi nhau lại khi thấy chiếc xe máy đang nằm dưới ruộng. Lôi được chiếc xe đè lên người của thằng cọ, thì họ phát hiện nó đã chết. Trên khuôn mặt nó bùn đất bám đầy chặt cả lỗ mũi lẫn lỗ tai mà nhét cả vào miệng nó. Với chiếc xe và dáng người, thì họ nhận ra ngay nó là con nhà bà Tám Ngọt. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi chị Tám! Con trai chị, nó chết ngoài ruộng ông bé kia kìa. Bà Tám đang nhai miếng trầu đỏ mà ngó ra ngoài. Bà hoảng hồn khi nghe thấy người hàng xóm thông báo con trai bà chết ngoài ấy. Làng nước ơi! Có thật không vậy? Thảo nào tối qua nó không về. Tôi gọi điện thì không trả lời. Con ơi là con! Bà Tám lật đật không mang dép mà chạy ra ngoài ấy. Ông Ngọt là chồng bà từ trong nhà bước ra mà hỏi. Có chuyện gì thế chị Thu? Bà hàng xóm tên Thu lại thuật lại. Thằng cọ nó chết ngoài ruộng kia kìa. Anh mau ra đấy xem. Ông Ngọt nghe đến đấy, cũng quăng cả điếu cày mà chạy bạt mạng ra ngoài ruộng. Đến nơi ông thấy vợ mình đang khóc lóc mà lăn lộn trên mặt đất. Xác con trai thì được mọi người kéo lên mà thương tang nằm ấy. Ông Ngọt quỳ gục xuống mà ôm lấy con trai. Ông cố lau sạch bùn đất trên mặt nó mà gọi con dậy. Nhưng đáp lại với ông là một cái xác nằm im bất động và một sự thật là con trai ông thằng cọ nó đã chết. Nhờ mọi người trong xóm mà cái tang lễ của thằng cọ mới an bài được như thế, chứ mẹ nó thì ngất lên rồi xỉu xuống. Bố nó cứ thế mà trầm im không nói lời nào cả. Anh chị nó cũng đang tất tưởi chạy về nhà với nó. Đêm nay là đêm đầu tiên gia đình nó có mặt đầy đủ mà ngồi đấy nhìn thân xác nó nằm trong tủ kính. Ai cũng biết nó là thằng hoạt bát, vui vẻ. Ai cũng biết nó là đứa con ngoan và họ xót thương cho gia đình nó
vì sự ra đi đột ngột của nó. Nhưng đến bây giờ thì người ta vẫn không sao hiểu được là vì sao nó lại chết như thế. Chả lẽ nó say đến nỗi cắm đầu cả xuống ruộng mà nghẹt thở chết vậy sao? Trên người, nó không hề có vết tích bị ai đó ép đầu xuống bùn nước, chỉ có tay chân gãy quặc mà bố nó phải ráng nắn mãi mới miễn cưỡng để tay chân nó thẳng mà mặc cho nó bộ quần áo. Mọi người không hết bàn tán chuyện của nó, rồi lại giúp gia đình thằng Cọ nấu ăn hay chè nước mà tiếp khách. Chỉ có bà Vãn ở cuối làng là ngồi lặng im với cây gậy ấy mà chống xuống đất. Bà không nhìn vào nhà nơi mọi người đang khóc lóc mà nhìn mặt thằng Cọ lần cuối, mà là bà nhìn thẳng ra ngoài cổng, nơi cái hàng rào dâm bụt nhà ông Ngọt. Một cái bóng không đầu đang đứng ở đó mà nhìn vào nhà ông Ngọt. Nó theo dõi nhất cử nhất chỉ nhà ông Ngọt, mặc dù không hề thấy mặt mũi và đầu của nó, nhưng bà Vãn có thể biết được nó đang đứng ấy và mục tiêu của nó là xác của thằng Cọ. Cụ Vãn, cụ có về không? Cháu đưa cụ về. Một thằng thanh niên trong làng nhà gần nhà cụ Vãn ngỏ ý muốn đưa cụ về. Nhưng cụ lắc đầu mà bảo cậu thanh niên về trước đi, cụ muốn ở lại. Mọi người cũng đã về dần vì trời đã khuya, nhưng cụ Vãn vẫn ở lại ấy mà ngồi yên một chỗ nhai trầu rồi lại uống chè. Cụ thở dài mà gọi anh trai của thằng Cọ ra bảo, tao là tao nói thiệt tình, tao muốn giúp cho nhà mày. Mày đem ra đây một nắm gạo và một nắm muối vãi ra cổng, sau đó thì cầm ít bánh kẹo mà ném ra hàng dâm bụt. Ai hỏi thì không nói gì hết, làm xong thì lại vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh trai của Cọ là Khôi nghe cụ Vãn nói, thì cũng vâng lời mà làm theo rồi vào nhà. Cụ Vãn thấy cái bóng không đầu ấy lặng lặng bỏ đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm mà nhờ người đưa về. Ra đến hàng dâm bụt thì cụ nhặt một viên kẹo lên mà bỏ vào túi. Trời tối nên người đưa cụ về nhà cũng không để ý mà không hỏi cụ làm gì. Rồi cũng đưa cụ về nhà. Cụ Vãn nói lời khách khí với người ấy rồi đứng trước cửa nhà. Cụ không đóng chặt cửa vào ngủ mà là nhìn ra phía xa xăm mà tặc lưỡi. Chả có lẽ nó lại quay về. Cụ Vãn sực nhớ ra mà lấy ra trong túi viên kẹo mà bóc ra xem, thấy viên kẹo mốc meo thì thở dài. Chắc là đói lắm mới như vậy, kể ra cũng tội nhưng nó là cái số. Cụ lắc đầu vài cái rồi lại quay vào trong khóa cửa, rồi lên giường ngủ. Đừng, đừng bắt con tôi đi. Đừng, đừng. Bà Tám khóc hét lên mà bật dậy, vì trong giấc mơ bà bất chợt nhìn thấy ánh mắt đau thương của con trai mình đang cầu cứu mình khi nó bị một người đàn ông không rõ mặt mũi mà lôi đi. Đứa con gái bà là Uyên ôm chặt lấy bà mà an ủi, dỗ dành bà. Bà Tám tạm thời im lặng được một lúc rồi lại gào khóc mà gọi tên con trai mình. Ai nấy đều thấy bi thương cho thằng Cọ, tội lắm, nó chết trẻ quá. Sau khi họ hàng đã về đông đủ mà nhìn mặt nó lần cuối, thì sáng hôm sau mọi người cũng đưa nó ra nghĩa địa làng mà chôn cất. Khoan đã, tiếng bà Vãn cất lên mà ngăn lại người khiêng quan tài ra xe. Ông Ngọt thấy thế bước đến mà hỏi, ơ kìa, có chuyện gì thế cụ? Gia đình chúng tôi mang cháu nó đi chôn cất, cụ có gì căn dặn? Ở cái làng này, ai cũng biết bà Vãn sống lâu năm và cũng là người có nhiều kinh nghiệm, nên một số điều tâm linh bà căm dặn luôn đúng, nên ông Ngọt cũng hiểu mà hỏi, cụ xem là có gì cần căn dặn. Cụ Vãn nhìn cái quan tài của thằng Cọ mà thở dài. Chưa đến giờ đưa nó đi đâu. Nếu anh chị muốn tốt cho cháu, thì khoảng một tiếng nữa đưa cháu nó ra nghĩa địa của làng rồi xong, nửa tiếng nữa hãy đặt quan tài xuống. Điều tiếp theo là người nhà phải đứng đó mà đốt cho nó hết bó nhang mới được về. Nếu không thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. Chị gái của Cọ là Uyên làm bác sĩ trên thành phố vội nói chen. Bố, trong cáo phó đã có giờ động quan hết rồi, mình cứ theo ấy mà làm. Tại sao phải nghe những lời thiếu khoa học của cụ già này chứ? Ông Ngọt tức tối mà quát. Con im đi, con thì lúc nào cũng chỉ biết đến khoa học, bước về sau lo cho mẹ. Sắc mặt ông Ngọt thay đổi mà quay sang nhìn bà cụ Vãn. Dạ vậy cho con hỏi, chứ là có vấn đề gì nghiêm trọng mà cụ lại căn dặn mọi thứ như thế á? Bà cụ Vãn im lặng một lúc lâu, dường như bà muốn nói điều gì ấy nhưng lại thôi, nên bà chỉ đáp. Một lời tôi giải thích không hết, thôi thì nhà anh cứ làm theo, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Bà cụ Vãn lững thững mà bước ra khỏi cửa nhà ông bà Tám Ngọt mà đi một mạch về nhà. Ai hỏi gì bà cũng không trả lời. Không quay lại mà một mạch về thẳng nhà. Bên này thì ông Ngọt bối rối mà nhìn vợ mình định hỏi. Nhưng lúc này bà Tám đâu còn đủ tâm trí để cho ông hỏi. Ánh mắt ông Ngọt quay sang nhìn mọi người xung quanh
mong nghe một câu nói cho ông biết mình phải làm gì. Bà Thu là người bước đến mà nói, tôi thấy là cụ Vãn xưa nay bảo gì cũng đúng hết, thôi thì anh chị cứ nghe cụ vậy. Mọi người ở xóm làng đều biết nên ở lại tiếng hay 2-3 tiếng cũng không sao mà. Ông Ngọt nét mặt nghĩ ngợi mà cảm ơn mọi người xung quanh. Thế là gia đình ông Ngọt làm đúng theo lời của bà cụ Vãn căn dặn và rồi ra về khi bó nhang đã tàn. Hai đứa con dìu bà Tám về vì bà dường như đã không còn sức lực nữa. Khổ tâm chỉ nghĩ đến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà lòng ai cũng thắt lại. Căn nhà cấp 4 làm bằng gỗ tuy không nhiều kẽ hở để gió thổi vào, nhưng ngay lúc này, gia đình của ông bà Tám Ngọt lại vô cùng lạnh lẽo. Có thể là do nhà có người mới chết nên mới thế. Ông Ngọt nói, bà và cái Uyên đi ngủ đi, mệt mỏi rồi. Bà Tám lắc đầu mà nhìn lên trên ban thờ ông bà, nay lại có thêm một tấm di ảnh mới tinh của con trai mình. Mà lòng bà đau thắt, con nào thì chả là con, mất đi một đứa con là một điều tồi tệ nhất của cha của mẹ. Mẹ đã thức mấy ngày qua rồi, nay em nó cũng được yên nghỉ rồi, mẹ nên đi ngủ lấy lại sức nhé. Bà Tám nghe con gái cả nói thì cũng đành gật đầu mà theo con vào trong phòng ngủ. Anh Khôi thì ngồi ấy cùng ông Tám mà nhâm nhi tách trà suốt đêm. Không phải vì hai người họ rảnh mà là họ đang suy nghĩ mọi chuyện nó đến một cách quá nhanh và quá nguy hiểm. Mẹ! Mẹ ơi! Con lạnh quá mẹ ơi! Kìa con! Lại đây với mẹ đi! Mày xa mẹ như thế là đủ rồi! Lại đây! Bà Tám nằm oài trên mặt đất đưa tay ra mà gọi với lấy đứa con trai đã mất của mình. Cọ ơi! Bà hét lên khi thấy có cái bóng đen siết chặt lấy cổ của thằng cọ mà lôi đi mất. Mẹ! Mẹ sao vậy? Tiếng của chị Uyên từ trong nhà bếp chạy ra khi thấy bà Tám nằm lê liệt trên mặt đất mà tay chỉ về phía sau vườn. Chị sợ mẹ có chuyện nên hô hoáng bố và em trai ra đỡ mẹ vào nhà. Ông ơi, thằng cọ nó bị người ta bắt đi rồi. Bà Tám ôm lấy tay áo ông Ngọt mà khóc nức nở làm cho mọi người đều hoang mang. Kia bà làm sao thế? Thằng cọ nó chết do ngã xe, ai đâu mà bắt nó. Bà mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ông Ngọt nói rồi đỡ bà Tám nằm xuống để nghỉ ngơi. Chị Uyên thấy mẹ khóc thì đi ra sau bếp bật điện để đi ra nhà tắm, lấy cái khăn mặt lau mặt cho mẹ. Cánh cửa bếp bằng gỗ mở ra là lúc cơn gió đâu cùng ùa tới, làm cho chị Uyên cảm thấy lành lạnh. Chị bước đi trên con đường đã được tráng xi măng sạch sẽ, nối ra chỗ nhà tắm, lấy cái khăn mặt của mẹ. Chị bước ra thì nghe thấy có tiếng gọi. Chị Uyên! Chị Uyên! Uyên giật mình mà đứng sững lại. Chị nghe tiếng gọi này quen thuộc lắm, mà sao nó cứ như cái đài radio vậy? Tiếng gọi như nghẹn lại và âm vang từ xa thẳm. Hay là thằng Khôi, nó gọi mình. Chị Uyên tiếp tục đi vào trong bếp và khép cửa lại. Chị đâu biết sau lưng chị là cặp mắt sáng rực đứng khuất sau gốc cây hòe mà nhìn theo bóng lưng của chị. Miệng không ngừng lẩm bẩm mà gọi tên chị. Ngày hôm sau thì một số người hàng xóm qua nhà ông bà Tám Ngọt mà hỏi thăm động viên ông bà. Thôi nó cũng là cái số, mong ông bà nguôi ngoai mà sống khỏe là mọi người trong xóm an lòng rồi. Bà Thu hàng xóm kéo tay bà Tám sang một bên mà hỏi. Này chị Tám, tối qua nhà chị có gì lạ không? Bà Tám chưa hiểu ra vấn đề nên hỏi lại. Lạ gì hả chị? Bà Thu ghé sát tai bà Tám mà nói tiếp. Hôm nay nữa là đủ 3 ngày mở cửa mả rồi. Mà chị biết đấy, trong vòng 7 ngày là nó hay về nhà lắm. Thế tối qua chị có thấy nó không? Bà Tám im lặng và chưa muốn nói. Thì bà Thu đã lên tiếng. Em là đêm hôm qua em mắc tiểu, nên em đi tiểu. Em là em thấy nó đứng ngay gốc cây hòe sau nhà chị ấy. Bà Tám cũng lên tiếng. Đúng rồi, nó đứng ở đó mà ánh mắt sầu thảm nhìn vào nhà. Rồi có bóng đen nào đó kéo nó đi. Tôi hét lên mà cái bóng ấy kéo nó đi mất. Bà Thu trợn mắt. Nó cho chị thấy rõ vậy luôn hả? Bà Tám nước mắt ngắn dài mà gật đầu. Rõ lắm, mà tôi kể chả có ai tin cả. Không biết là có uẩn khúc gì không nữa. Bà Thu gật đầu mà nói vài câu an ủi rồi nhắc. Mà chị cố gắng đợi đủ 7 ngày rồi gọi rước vong nó về nhà luôn. Lúc ấy có gì thì hỏi nó vậy. Bà Tám gật đầu mà thở dài sườn sượt. Bà cũng mong đến ngày rước vong để có thể nói chuyện với nó lần cuối cùng. Mẹ tôi sao rồi chị? Chị bác sĩ trình lại chai nước biển cho bà cụ Vãn rồi bảo. Đợt này có dịch sốt siêu vi nên là cụ Vãn bị phải. Tạm thời chưa nguy hiểm gì nên cứ để cụ ở nhà nghỉ ngơi uống thuốc cho khỏe. Chị sẽ thường xuyên ghé xem cụ nên em yên tâm. Nói rồi chị bác sĩ ra về, để lại anh Du ở lại mà chăm sóc cụ Vãn. Mẹ thấy đỡ hơn lúc nãy chưa? Anh Du hỏi bà cụ Vãn đang nằm thở mệt nhọc. Anh rất lo cho sức khỏe mẹ của anh.
Mới vừa sáng, anh nghe tin mẹ ốm nên đã lật đật chạy về nhà mà chăm sóc mẹ. Cũng khổ vì anh đi làm xa một tuần mới về một lần nên thời gian anh ở bên mẹ là rất ít. Anh ngẫm nghĩ lại là mẹ anh cũng đã cái tuổi gần đất xa trời rồi mà anh lại thường xuyên vắng nhà. Du, Du, bà cụ vãn gọi anh. Mẹ sao à? Đau hay mệt chỗ nào nói con đây. Bà cụ vãn lắc đầu rồi vời con trai lại gần mà yếu ớt nói. Con nghe mẹ đến nhà ông bà tám ngọt và dặn ông bà ngày sắp tới đây không nên nhờ người gọi hồn thằng cọ về đâu. Anh Du cũng ngạc nhiên mà hỏi. Tại sao vậy mẹ? Bà vãn trả lời. Bảo gia đình họ là mẹ sau khi hết bệnh sẽ giải thích sau, con cứ đi nói như thế đi. Anh Du chần chừ mà nhìn mẹ mình. Nhưng tình hình này mẹ đang ốm, để sang ngày mai con đi chợ rồi con ghé qua. Bà vãn xua tay mà bảo, mẹ không sao, con đi thông báo với họ đi. Anh Du biết mẹ anh từ trước đến giờ vẫn luôn giúp người nên cũng đành nghe theo lời mẹ mà lấy xe máy đi sang nhà ông bà Tám. Khổ cái nỗi là ông bà Tám lại đi chùa không có nhà. Anh Khôi thì đi lo một số linh tinh trong nhà, chỉ có chị Uyên ở nhà trông nhà. Anh nói gì mà lạ kỳ vậy? Mặc dù tôi không tin vào mấy cái chuyện tâm linh kinh dị gì đó, nhưng tôi thấy ở cái làng này sau 7 ngày họ gọi rước hồn người chết về nhà hưởng nhang khói rồi. Vậy tại sao mẹ anh lại ngăn cấm gia đình tôi vậy chứ? Anh Du cũng không biết phải giải thích như thế nào đây, vì thật ra anh cũng không hiểu rõ, vì mẹ anh không giải thích cho anh. Nhưng nếu ngay lúc này anh gặp ông bà tám ngọt thì mọi chuyện đã khác. Hôm trước thì ngăn lại không cho em tôi động quan, kéo dài thời gian làm không đúng với những gì dự tính rồi. Hôm nay thì lại qua đây bảo là không được gọi em tôi về, hình như cụ vãn có ý đồ gì thì phải. Anh Du bực tức đập bàn một cái mạnh làm cho chị Uyên giật mình, mặt anh đỏ bừng bừng mà nói to. Không ai rảnh mà lo chuyện bao đồng cho nhà cô đâu nhé. Tại phải có vấn đề thì mẹ tôi mới gửi lời đến gia đình cô như thế. Được hay không được là tùy gia đình cô. Nói rồi anh bước ra ngoài lên xe máy mà về, mặc kệ cho chị Uyên đang ngồi đó mà giận dữ không nói được nên lời. Nấu cho mẹ bát cháo thịt bò, anh Du thổi nguội bón từng miếng cho mẹ. Bà cụ vãn thì thào, thế nào rồi Du, ông bà tám ngọt có nghe theo lời mẹ dặn không? Anh Du nét mặt thoáng suy nghĩ rồi đáp đại. Con có thông báo cho người nhà hai bác biết rồi, mẹ yên tâm đi. Bà cụ vãn nghe vậy thì cũng yên tâm chút nào, bà thở dài mà không muốn kể điều gì khi anh Du hỏi nguyên nhân do đâu mà không được rước vong thằng cọ về. Bà tám thắp cho con trai nén nhang mà rưng rưng nước mắt, bà khấn vái ông bà tổ tiên nơi chín suối che chở cho phần hồn còn lại của con trai bà. Bà tám mong đến ngày rước vong linh con về để gia đình bà đỡ lo, nó lang thang ngoài đường tội lắm. Bà sắm xong cái lễ như thầy nói chưa? Ông Ngọt hỏi vợ mà vẻ mặt buồn bã. Bà tám chỉ đáp là rồi đi vào nhà chuẩn bị đồ lễ. Anh Khôi về nhà dẫn theo ông thầy ở xã bên mà nhờ thầy rước vong về. Thầy nhìn mọi thứ quanh nhà ông bà tám ngọt mà tặc lưỡi. Thằng này nó hay về nhà lắm, lễ làm chắc cũng sẽ nhanh thôi, anh chị yên tâm. Độ khoảng 6 giờ tối, mọi thứ chập choạng tối, thầy mới bước đến trước bàn ở ngoài sân mà đốt lên hai cây nến. Bàn này thầy bảo là làm riêng cho những cô hồn nên bày ra một đĩa muối, một đĩa gạo trắng, giấy tiền vàng mã, bánh kẹo và một ít trái cây có kẹp vài đồng tiền lẻ trên ấy. Thầy cắm thêm ba cây nhang nữa rồi mới bước vào bàn cúng lễ chính ở trước cửa nhà. Cái bàn này thì thầy đã dặn là đầy đủ thức ăn hơn, nhất là phải có cháo loãng. Bởi vì theo quan niệm nhân gian xưa thì khi chết vong hồn chịu nhiều cơ cực nên phải có cháo loãng để họ dễ nuốt, chứ thức ăn rắn chắc sẽ rất là khó ăn. Thầy đợi nhang ngoài bàn cúng kia tàn rồi cầm đĩa muối, gạo, bánh kẹo mà vãi ra ngoài ngõ nhà ông bà tám ngọt. Sau đó lại đi vào bàn lễ trong mà đốt nến thắp nhang. Thầy đặt cái áo của anh cọ được xếp gọn lên trên một cái khay và bắt đầu lẩm bẩm đọc ngày sinh và tên của anh cọ. Sau một lúc lâu, thầy lại cầm cái áo mà tung nó ra phất phơ qua lại trên hương của bó nhang mà đọc to tên họ của anh cọ. Thầy thấy rõ ràng có cái bóng đen từ phía hàng rào dâm bụt tiến lại. Cái bóng đen không có đầu. Ông thầy hơi ngờ ngợ, nhưng nó cứ tiến lại mà bước gần vào phía sân nhà rồi. Thầy cũng không suy nghĩ nhiều vì cứ nghĩ đó là linh hồn của thằng cọ, nên vẫn gọi to họ tên nó để cho cái bóng đen ấy vào trong. Cái bóng đi qua cái bàn lễ thì gió từ đâu thổi đến làm bát lư hương cháy bừng bừng mà nhanh chóng tàn đi. Mọi thứ trên bàn lễ dường như cũng theo đó mà loạn choạng lên.
Ông thầy cảm thấy rợn hết sống lưng, da gà da vịt nổi lên từng đợt. Mặc dù ông đã rất quen với cái nghề này, nhưng thật sự chưa bao giờ ông gặp trường hợp kinh khủng như thế. Rùng mình mấy cái, ông thầy nhìn theo cái bóng đen dần dần tiến vào trong nhà. Ông thầy cũng lặng im mà nhìn theo nó. Bên này thì gia đình ông bà tám ngọt không thấy gì, nhưng cảm giác lạnh buốt của cõi âm vẫn hiện hữu, nên mọi người cũng nghĩ là con mình được thầy rước về. Bà tám bật khóc mà nức nở nhìn di ảnh con trai mình, nhanh thật, mới ngày nào còn mẹ, mẹ con giờ thì... Hết thật rồi. Lấp ló bên ngoài cái hàng rào dâm bụt, có một vài vong linh đói khát, đang hít hà bánh kẹo, vì họ là những linh hồn lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng có một cái bóng đen thầm lặng. Nó không cần hít hà nhang khói hay những đồ cúng cô hồn. Ánh mắt nó buồn bã, nhìn vào bên trong nhà. Nó thấy bố mẹ và anh chị nó đang đứng đó, và mọi người đang nhầm tưởng cái bóng mất đầu ấy là nó. Và nó biết mình không thể nào về nhà được nữa. Vì bây giờ nó đã thành một vong linh lang thang không nhà, không cửa. Ông thầy sau khi thấy cái bóng đang đứng trước ban thờ thì quay sang hỏi gia đình ông bà tám ngọt. Thôi thì cháu nó cũng về nhà với gia đình rồi. Anh chị có muốn nói chuyện với cháu nó lần cuối không? Bà tám gật đầu lia lịa. Có chứ. Có chứ thầy. Thầy bảo cháu nó mượn xác thầy cho gia đình tôi gặp một chút. Ông thầy gật đầu đồng ý, rồi lại đốt lên ba nén nhang mà cua qua lại trước mặt, miệng lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe rõ. Sau đó mắt nhắm nghiền lại mà lung lay người. Sau một hồi lung lay người thì ông thầy ngồi im lại và chuẩn bị cho vong hồn nhập xác. Không ai nhìn thấy cái bóng đen không đầu đứng gần đó mà chui vào người ông thầy. Ông thầy lúc này run rẩy mà ngồi không yên, nhưng mắt ông vẫn nhắm nghiền lại. Mọi người cũng lặng im mà theo dõi từng cử chỉ của ông thầy. Ông bà tám ngọt mừng rỡ khi cho rằng sắp được nói chuyện với con mình. Nhưng lúc này, ông thầy lại cười lên sằng sặc mà lung lay người. Ông ta cứ ngồi cười mà như không thể nào ngừng cười được. Mọi người cũng rất bất ngờ và rồi cũng bình tĩnh lại mà hỏi. Cỏ, con thế nào rồi? Có chịu cực khổ lắm không con? Bà tám òa khóc nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng cười ngắt nghèo của ông thầy mà thôi. Sau đó thì ông thầy lại run lên từng hồi rồi ngã vật xuống. Ông Ngọt và anh Khôi vội đỡ thầy dậy. Bà Tám thì nuối tiếc vì nghĩ con trai mình không muốn nói chuyện với mình. Ông thầy sau khi tỉnh táo thì nghe mọi người nói thì ông cũng chỉ biết an ủi. Thôi anh chị đừng có buồn, chắc là cháu nó không muốn nói chuyện để bố mẹ phiền lòng. Thôi thì cháu nó cũng đã về nhà rồi, nhà mình cúng gì thì cháu nó hưởng cái ấy. Anh chị nhớ là thường xuyên đi chùa, lễ bái mà cầu bình an cho vong linh của cháu nó nhé. Mọi người cảm ơn thầy rồi, anh Khôi cũng đưa thầy về đến nhà. Bà Tám và chị Uyên cũng nghe thầy mà đốt hết bó nhang ngoài bàn cúng ngoài và trông đợi nó tàn rồi mới dọn dẹp. Đốt cho con trai nén nhang và ông bà tổ tiên xong thì bà Tám lại bật khóc. Bà lại khóc trong sự đau đớn của người mẹ già xa con trai. Bỗng có một tiếng cười hi hí thoáng qua tai của bà Tám làm bà hơi giật mình mà nín khóc. Bà Tám nhìn ra bên ngoài thì không thấy ai cả. Bà ngó xung quanh thì thấy ông Ngọt đang ngồi nhâm nhi cái điếu cày mà trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng bà biết đấy, không phải giọng cười của chồng mình. Trong đầu bà Tám bỗng suy nghĩ, chả có lẽ. Bà Tám nhìn lên tấm di ảnh của con trai mình rồi la lên. Ôi giời ơi! Bà Tám ngã bật xuống đất mà mắt trợn một miệng há to ra mà thở đứt quãng. Ông Ngọt nghe thấy vội chạy lại mà đỡ bà dậy. Kìa bà, con Uyên đâu rồi? Ra đưa mẹ mày vào trong nghỉ ngơi đi. Chị Uyên từ dưới bếp tất tưởi chạy lên mà đưa bà Tám vào trong phòng. Vẻ mặt bà thất thần mà được chị Uyên đỡ nằm xuống. Mẹ sao vậy? Thấy trong người không khỏe hay sao vậy mẹ? Bà Tám lắc đầu mà không nói gì. Bà vội nhắm mắt lại mà tỏ ý muốn đi nghỉ sớm. Chị Uyên cũng không hỏi gì nữa mà bỏ mùng rồi đắp chăn cho mẹ ngủ. Rồi chị cũng đi xuống bếp mà dọn dẹp cho xong. Ông Ngọt sau khi uống hết ấm chè thì cũng khóa cửa lại mà đi ngủ. Ông đi ra chỗ cánh cửa gỗ mà kéo nó lại. Ánh mắt ông bỗng đảo qua bụi dâm bụt hàng rào thì ông chợt đứng người lại khi thấy rõ một cái bóng đen xì xì đang đứng đó và dường như nó đang nhìn vào trong nhà chỗ ông đứng. Ông Ngọt như á khẩu mà chỉ biết đứng đó nhìn cái bóng đen xì ấy. Lạ một điều là nó cũng đang đứng yên bất động mà nhìn ông Ngọt. Sống lưng và toàn thân của ông Ngọt lúc này nổi lên từng đợt từng đợt. Bố, ai ngoài ấy à?
Con trai ông là anh Khôi tò mò mà bước ra chỗ ông Ngọt đang đứng. Ông Ngọt lúc này quay lại nhìn anh Khôi mới lắp bắp mà mở miệng. Khôi, Khôi, mày có thấy gì không? Anh Khôi nheo mắt nhìn kỹ ra ngoài nhưng cũng chẳng thấy gì. Ông Ngọt cũng quay lại thì cũng không thấy cái bóng đen ở hàng rào dâm bụt nữa. Con có thấy gì đâu, thôi muộn rồi bố con mình đi ngủ. Anh Khôi nói rồi, vớ tay ra mà kéo cánh cửa vào, rồi cùng ông Ngọt vào trong mà nghỉ ngơi. Ông Ngọt nằm cạnh anh Khôi mà không ngủ được. Cái bóng đen xì ấy, nó cứ hiện ra trong đầu của ông. Chả lẽ nó là ma đói vất vưởng do hồi tối nay ông thầy cho ăn nên vẫn còn đứng đó? Hay nó là thằng cọ con trai mình mới mất? Nhưng tối rồi, ông thầy đã rước nó vào nhà cùng ông bà tổ tiên rồi cơ mà. Bao nhiêu câu hỏi, nó cứ nhảy lên trong đầu của ông Ngọt làm đêm ấy, ông thức trắng đêm. Nhưng mà nhờ vậy, ông mới nghe thấy tiếng động trong nhà bếp. Khoảng 3 giờ sáng, khi mọi suy nghĩ đã được tạm gác lại một chút, thì ông Ngọt đang như dần dần chìm vào giấc ngủ. Thì tiếng song nồi dưới bếp vang lên làm ông Ngọt vội giật mình mà mở mắt. Ông nghe tiếng nắp vung dưới bếp như có ai đó mở ra là kêu loạng xoạng. Quái lạ, con Uyên từ hồi giờ, nó đâu có thói quen ăn khuya đâu ta. Thằng Khôi thì còn nằm đây mà. Thế ai ở dưới bếp? Ông Ngọt lại nghe tiếng song nồi kêu lên nên ông mới nhẹ nhàng mà leo xuống giường. Mở nhẹ cánh cửa phòng ra. Mắt ông Ngọt đưa xuống dưới nhà bếp thì thấy nhà bếp không bật điện. Tim ông Ngọt hơi đập nhanh vì nếu ai đó xuống tìm đồ ăn khuya thì phải bật điện chứ. Đằng này không mở điện thì thấy cái gì mà ăn. Ông Ngọt suy nghĩ đến cái bóng đen xì ấy rồi cảm giác sợ lại ùa về trong ông. Là con người mà, cái nỗi sợ thứ vô hình ấy ai cũng có và ông Ngọt cũng không ngoại lệ. Ông bước đến gần hơn nữa, lúc này ông chỉ cách nhà bếp có vài mét thôi thì ông Ngọt lại đứng yên bất động lại. Vì ngay chỗ bếp ga nhà ông, qua cái đèn phòng được bật từ phòng bà Tám thì ông Ngọt thấy rõ ràng một bóng người không đầu đang đứng trước cái bếp ga mà tiếng song nồi đang kêu lên từng hồi. Cái nắp song, nó bị lật ngửa lên mà xoay tròn như cái bóng đen không đầu đang đó mà xoay tròn nó vậy, làm nó cứ kêu lên lạch cạch. Tay chân ông Ngọt mềm nhũn ra mà đứng không nổi. Ông Ngọt ngồi thụp xuống mà thở dốc. Cái bóng đèn, nó cũng biết ông Ngọt đang phía sau nó nên cũng không thèm ngừng tay xoay nắp xoang mà vẫn đứng trước cái bếp mà trêu ông Ngọt. Tiếng ho của bà Tám như kéo ông Ngọt về thực tại. Bà Tám ho lên mấy tiếng làm ông Ngọt như vớ được vàng mà quay sang phòng nhìn bà Tám như vị cứu tinh vậy. Nhưng bà Tám chỉ ho thôi, chứ không đi ra ngoài. Ông Ngọt cũng từ từ quay sang nhìn lại nơi bếp thì cũng không thấy cái bóng đen không đầu ấy đâu. Ông cũng dần dần trấn tĩnh ngồi dậy mà trở về phòng. Ông Ngọt kéo cái chăn mà trùm kín đầu run lẩy bẩy. Vậy là có hai cái vong hay sao ấy? Một cái trong nhà không đầu, còn cái kia thì nó đứng ở ngoài hàng rào dâm bụt. Chả lẽ sau khi con trai mình chết, mình lại thấy vong hồn như thế sao? Mà tại sao cái kia nó có thể vào nhà mình được như vậy chứ? Ông Ngọt lại suy nghĩ mà thức tới sáng. Ông vẫn nằm nghe ngóng, nhưng dường như bên ngoài cũng không có tiếng động gì nữa. Uyên ơi, cháo ôi thiêu hết rồi sao mà không đổ đi con? Bà Tám bưng cái nồi cháo đã mốc rêu xanh ra ngoài vườn, chỗ chị Uyên đang giặt quần áo mà nói với con mình. Chị Uyên đáp, hôm qua con thấy mọi người ăn ít nghĩ là sẽ đói, nên tối muộn con mới đun nồi cháo, sao mà nhanh thiêu được vậy hả mẹ? Bà Tám cau mày, này, mày nhìn xem mốc rêu xanh thế kia cơ này. Chị Uyên nhìn vào nồi cháo mà muốn nôn hết ra, nồi cháo nó chua như là để cả tuần vậy. Mặc dù mới nấu tối hôm qua mà thôi, chỉ có ông Ngọt ở trong nhà nghe được thì hiểu. Vì tối hôm qua, ông đã chứng kiến nó đứng trước nồi cháo rất lâu và nó chính là nguyên nhân làm cho cái nồi cháo hư ôi đến mức như thế. Bố ơi! Tiếng gọi của anh Khôi như kéo ông Ngọt về hiện tại. Gì thế? Lên lại Sài Gòn làm việc hả? Ông Ngọt hỏi vì biết con trai cũng đã xin phép về nhà nghỉ lâu. Anh Khôi đáp, con cũng tính qua tuần sẽ đi, nhưng có điều này con muốn hỏi. Anh Khôi ngưng một chút rồi hỏi, ngày xưa các cụ hay nhà mình có ai chết mà không giữ được đầu không vậy bố? Ông Ngọt hơi giật mình trước câu hỏi của con trai nhưng ông vẫn bình tĩnh mà hỏi lại, có chuyện gì sao Khôi? Anh Khôi thở dài rồi nhấp một ngụm nước chè mà kể lại. Tối hôm qua, sau khi vào nằm ngủ được một lúc thì con nghe thấy tiếng kêu sột soạt bên tai nên có tỉnh giấc. Nhưng lúc ấy con không mở mắt mà chỉ he he,
Con thấy rõ ràng một cái bóng đen sì, không có đầu mà đang đứng bên cạnh con nằm. Mắt con lúc ấy không thể mở, nhưng nhìn rất rõ cái bóng ấy. Nó cười lên khanh khách mà đè lên người con. Con cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát được. Tay định đưa qua gọi bố, mà không thể đưa ra được. Ông Ngọt cũng biết tối hôm qua lúc ấy, ông chưa ngủ, chỉ là nằm đó mà suy nghĩ. Cái bóng không đầu, nó đè lên người anh Khôi, khiến anh khó chịu nặng nề. Đây không phải cảm giác quá mệt để tay lên ngực mà khó thở, mà là rõ ràng cái bóng ấy nó đang đè lên người anh, làm cho anh khó thở. May mà lúc này, ông Ngọt quay lại mà ngồi dậy với lấy chai nước uống. Nên anh Khôi cũng dần dần thở được và thấy người dần dần nhẹ đi. Ông Ngọt lại tiếp tục nằm xuống mà nằm quay lưng lại phía anh Khôi. Anh Khôi lúc này dần mở mắt nhìn sang chỗ bố, thì thấy bố nằm yên nên cũng không hỏi bố mà tiếp tục vỗ về giấc ngủ. Đấy, con thấy cái bóng nó không đầu bố à? Nên hỏi xem nhà mình xưa có ai chết mà mất đầu thế không bố? Ông Ngọt cũng suy nghĩ rồi cũng không tìm ra ai chết mà mất đầu tội nghiệp đến thế. Hay là ông Cố hả bố? Con nghe nói ông Cố mất do bị tàu cán qua, thân xác bị nát bét đấy. Ông Ngọt suy nghĩ đến ông Cố chính là ông nội của mình, thì lắc đầu mà đáp. Không, mọi người kể lại, tuy thân xác có nát hết, nhưng mà đầu không lìa khỏi cổ, nên không thể có ai là tổ tiên mình chết mà về như thế được. Anh Khôi còn đang suy nghĩ mà thắc mắc, thì ông Ngọt nói. Chắc hôm qua thầy cúng cô hồn nên nó lẻn vào tác quái, để đấy tao sang cụ Vãn vậy. Ông Ngọt nói thì cũng rời đi ngay mà sang nhà cụ Vãn. Cụ Vãn đang ngồi nhai trầu nghe cái đài radio mà vẻ mặt thư giãn một chút. Cụ Vãn ơi, cụ có bận việc gì không? Thấy ông Ngọt đến thì cụ Vãn cũng đứng dậy mà tiến lại phía bàn nước. Anh ngồi đi, có việc gì mà qua đây tìm tôi thế? Ông Ngọt ngồi xuống cười khách khí. Hôm nay cháu qua mang ít bánh sữa qua thăm cụ, hôm nghe cụ ốm mà nhà có tang, nay cháu mới dám qua. Bà cụ Vãn móm mém mà khách khí. Ôi giời ơi, nhà anh qua thăm cụ là mừng lắm rồi. Sao rồi có làm theo lời tôi không? Ông Ngọt ngạc nhiên. Lời gì hả cụ? Cụ có việc chi căn dặn hả cụ? Bà cụ Vãn đáp. Ôi thế hôm thằng Du nó qua nó báo cho nhà anh là từ từ rồi gọi hồn thằng Cỏ. Thế nhà anh không nhớ sao? Ông Ngọt ngạc nhiên. Thằng Du nó có qua sao? Cháu đâu có thấy. Đúng lúc này thì anh Du cũng chạy xe về mà mua đồ ăn tẩm bổ cho mẹ. Du, vào nhanh. Bà Vãn nhanh chóng gọi anh Du vào mà hỏi rõ mọi chuyện. Khi biết được hôm ấy anh Du chỉ báo cho chị Uyên, thì cả ông Ngọt và bà cụ Vãn đều lắc đầu mà thở dài. Cụ ơi, tại sao không được rước vong cháu nó về vậy cụ? Bà Vãn vẻ mặt thay đổi, muốn nói ra điều gì đó nhưng cũng đành kìm lòng xuống mà bảo. Một lời thì giải thích không hết được. Không phải vì còn đau thì tôi đã sang nhà anh chị để nói chuyện rồi. Hiện tại, theo như tôi đoán, thì có một cái vong nó theo dõi nhà anh chị. Và tôi đã sợ hôm đưa xác thằng Cọ ra nghĩa địa, đã đề phòng nó và đã thoát khỏi nó nhập xác. Nhưng tôi lại sợ anh chị rước vong khi gọi hồn thằng Cọ về, thì nó lại ép thằng bé để vào nhà. Tôi chỉ có thể thông báo cho anh chị biết mà không ngờ mọi chuyện đến nỗi này. Ông Ngọt nghe cụ Vãn nói thì cũng hiểu phần nào nên kể lại chuyện mình thấy nó đứng ở trước nồi cháo rồi chuyện nó đè thằng Khôi khi ngủ cho bà cụ Vãn nghe. Bà cụ Vãn nghe xong thì thở dài mà nói. Chắc hẳn nó cũng đói lắm, cũng đúng, cả mấy chục năm rồi còn gì. Ông Ngọt nghe vậy thì hỏi cụ Vãn chuyện thế nào, xin cụ kể hết cho mình nghe. Cụ Vãn định kể thì điện thoại của ông Ngọt vang lên. Alo, có chuyện gì tí bố về, giờ bố đang ở nhà cụ Vãn có việc. Ông Ngọt nói khi vừa mở điện thoại lên mà kết nối với bên đầu dây kia. Không được đâu, bố về mau đi. Chị Uyên đòi tự tử bố à? Bên đầu dây bên kia, anh Khôi hét vào điện thoại. Giọng anh như lạc đi mà cố gắng gào hét lên cho bố nghe. Vì lúc này, anh đang cùng mẹ giữ chặt người chị Uyên lại. Ông Ngọt hoảng hốt khi nghe thấy bên kia ngoài tiếng nói của Khôi ra, thì còn tiếng khóc lóc, tiếng gào hét của chị Uyên và cả bà Tám nữa. Ông Ngọt vội kể lại cho cụ Vãn và được anh Du chở ngay về nhà mà lo việc ở nhà. Bà cụ Vãn cũng bước vào trong căn phòng nhỏ, lấy một ít đồ mà khép cánh cửa lại mà một mình đi qua nhà ông Ngọt. Ông Ngọt cùng anh Du lao vào trong nhà thì thấy bà Tám, bà Thu hàng xóm cùng anh Khôi đang ra sức giữ chị Uyên lại. Hai người cũng lao đến mà vào cuộc. Chuyện gì vậy? Bà Tám nước mắt tèm nhem mà kể lại. Nó phơi quần áo ở sau nhà thì mãi tôi không thấy nó vào. Tôi mới đi ra thì thấy nó đang đứng trên bờ ao mà nhìn xuống dưới,
Vội chạy ra thì nó đã trườn người xuống dưới ao. Tôi mới gọi to nhưng không thấy nó phản ứng gì mà cứ đòi lao ra chỗ ngoài xa làm cái gì không biết. Mặc dù là cái ao sau nhà nó không ngập đến qua cổ người được, nhưng dường như lúc ấy chị Uyên như có ý định ra xa để tìm đến cái chết vậy. Em với chị Tám phải kéo mãi nó mới vào trong nhà ấy. Bà Thu đứng bên nhà nghe thấy bà Tám gọi anh Khôi ngoài vườn rau trên sân nhà thì cũng chạy qua mà không ngại lội xuống lôi chị Uyên vào nhà. Lúc này thì anh Khôi cũng chạy vào mà cố gắng lay cho chị Uyên tỉnh lại. Vì lúc ấy chị Uyên cứ như người vô hồn, mặc kệ cho bà Tám và bà Thu thay quần áo sạch cho chị. Bà Tám nhanh trí mà lấy lá bùa trên bàn thờ xuống mà đưa sát vào người chị Uyên thì chị Uyên rú lên rồi ngất lịm đi. Thế là mọi người thở phào rồi nghĩ là chị Uyên bị cái vong nào nó nhập mà xúi làm bậy. Mà giờ thì nó đã đi nên để chị Uyên nằm nghỉ ở cái giường ở nhà trên rồi đi ra uống miếng nước. Nào ngờ khi mọi người vừa ra uống được ngụm nước nghỉ mệt thì thấy chị Uyên vùng dậy mà đi xuống bếp. Ba người liền đuổi theo thì thấy chị cầm dao gọt hoa quả mà định đâm vào cổ họng của mình. Vậy là lúc đó anh Khôi mới gọi cho chú Ngọt về đúng không? Anh Khôi gật đầu mà trả lời anh Du. Em với mẹ và cô Thu đây ghi mãi mới được, chị Uyên khỏe lắm, cứ như người khác vậy. Ông Ngọt vội nói, thì đúng rồi, mà lá bùa đâu, sao không nhét vào người nó? Bà Tám nhanh miệng, tôi nhét rồi mà hình như nó hết tác dụng rồi ông, giờ phải làm sao? Ông Ngọt đang giữ lại chị Uyên mà trả lời, chờ cụ Vãn qua vậy chứ biết làm sao? Vừa nói xong được không bao lâu thì cụ Vãn đã qua, cụ bước vào mà nhăn mặt. Nó vào nhà rồi mà, rước nó vào nhà mà cũng không biết. Cụ Vãn bước đến mà choàng sợi dây được sâu bằng những đồng tiền xu có dán vài tấm bùa vàng trên đó, rồi bước lại phía ban thờ nhà ông Ngọt. Lúc này thì chị Uyên lại tiếp tục rú lên rồi lại ngã vật ra trên tay của mọi người. Bà cụ Vãn đưa hai tay cầm lấy tấm hình của thằng Cọ mà dùng một thứ nước gì màu nâu mà vẩy lên trên tấm hình rồi dùng khăn tay lau sạch nước đi. Bà Tám liền nhớ ra là chính tối hôm qua khi thắp nhang cho con trai, chính tấm hình của con trai bà đã ngoác miệng cười và chắc chắn đó là do cái vong nó trêu bà mà. Sau đó cụ Vãn đốt nhang mà khấn vái điều gì ấy. Cụ thắp nhang xong rồi mới bước đến bên mọi người mà nói. Hiện tại thì nó không nhập vào con bé nữa, nhưng mà nếu cứ chủ quan thì hậu quả cũng khó lường. Cái vong này, nó cũng đã rất mạnh, ta cũng không phải là đối thủ của nó. Gia đình ông bà Tám Ngọt nghe vậy thì cũng thấy sợ mà hoang mang dữ lắm. Chúng tôi phải làm sao đây hả cụ? Bà cụ Vãn nhìn anh Khôi rồi hỏi ngày sinh tháng đẻ của anh. Sau một hồi tính toán thì bà bảo, thằng Khôi đây thì lại khắc với cái vong ấy. Hôm qua nó chỉ có thể đè thằng bé, cho nên là anh chị cứ yên tâm, nó không làm gì được. Nhưng con bé Uyên nhà anh chị thì lại nhẹ vía và hợp nó, nên nó sẽ làm hại. Mặc dù có thể nói là gia đình anh chị đã rước con quỷ này về nhà, nhưng mà nó vẫn có thể đi ra ngoài lang thang được, chứ không phải chỉ ở trong đây, nên là tôi có đề nghị thế này. Ý của bà cụ Vãn nói là sẽ đưa chị Uyên đi đến nhà của người em ruột của cụ Vãn. Hiện ông ta đang sống ở cách đây cũng khá xa. Nhưng vì ông ta rất giỏi và chỉ có thể ở nơi ấy mà không đi đâu được, nên phải mất công đi đến nhà ông ta và mượn một món đồ vật về mới có thể giải quyết được con quỷ này. Bà Thu nghe vậy thì lén lút nhìn xung quanh mà nói, cụ Vãn, cụ nói vậy không sợ nó nghe thấy mà đề phòng hay kiếm ý định gì hại hay sao? Cụ Vãn gật đầu mà đáp, nó nghe thấy hết đấy, nhưng có đi đâu thì nó cũng đi theo để mà nghe nên thôi, đi làm gì cho tốn công, với lại ban ngày thì nó cũng kiêng kỵ vài phần. Bà cụ Vãn lại bước đến bên ban thờ tổ tiên nhà ông Ngọt mà khấn vái, lấy cây lư hương của tổ tiên xuống mà tự tay lấy cho hương mà pha vào nước đưa cho từng người trong nhà ông Ngọt uống. Chị Uyên cũng tỉnh lại mà được đưa nước cho uống. Mặc dù không hiểu chuyện và sợ bị đau bụng, nhưng vì bố bắt phải uống nên chị Uyên cũng đành uống. Chị Uyên kể lại là sau khi phơi quần áo xong thì chị nhìn lên chỗ cây hòe, thấy cành cây cứ rung lên bầm bật như là có người trên ấy. Chị Uyên mới bước lại xem thì không thấy ai cả. Bỗng chị cảm thấy rất nóng, chị muốn tắm ngay lập tức. Ấy thế nên mới tiến lại gần chỗ cái ao sau nhà mà đi xuống tắm. Chị bảo là không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế. Sau khi tỉnh dậy thì lại thấy mình nằm đây. Chị Uyên được mọi người kể lại hết mọi việc đã xảy ra, nhưng chị vẫn chưa có tin.
Định tháo sợi dây sâu bằng những đồng xu kỳ lạ ra khỏi cổ thì bị bố mẹ nạt cho một trận và bắt phải đeo sợi dây ấy. Bà cụ Vãn nhìn đồng hồ thì bảo, mặc dù ma quỷ nó hoạt động mạnh về ban đêm, nhưng vào ban ngày nó vẫn có giờ mạnh cũng không kém gì bóng đêm. Mọi người nhìn cái đồng hồ treo tường chỉ là 10 giờ 30 phút. Bà cụ Vãn lại nói tiếp, nó đã hại chết thằng cỏ, ép hồn để gia đình anh chị rước nó về nhà thì nó đã có mục đích, thôi thì mình cứ tránh đi cho nó lành. Vợ chồng anh chị nên đóng cửa qua nhà tôi ở đi, mặc dù tôi không phải đối thủ của nó, nhưng mà có thể cầm cự đến khi mượn được đồ mang về. Bà Thu nghe thấy vậy thì năn nỉ, cụ Vãn, hay là cụ cho tôi qua nhà cụ được không? Tôi cũng sợ. Bà cụ Vãn chỉ biết gật đầu, thế là mọi người thu xếp quần áo mà kéo Quân qua bên nhà cụ Vãn. Cụ Vãn bảo mọi người mang quần áo và đồ cần thiết, cụ sẽ về mà sắp xếp chỗ ở. Bố mẹ, con nghĩ không phải là như thế đâu. Cái chết của thằng cọ rồi mọi chuyện xảy ra, nó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Chị Uyên vừa gấp quần áo vừa nói, nếu không được con sẽ đi lên thành phố mà làm ở bệnh viện, nơi ấy đông người sẽ không có con ma con quỷ nào đến đâu. Bà Tám bất lực nhìn con gái cả mà nói, rời ạ, mày muốn chết phải không? Ngày nay mày đã 2 lần chết hụt, bố mày rồi cả em mày cũng thấy nó rồi, kể cả thằng út cũng bị nó hại chết. Mày cũng muốn chết sao? Sao mà mày cứng đầu cứng cổ vậy hả con? Ông Ngọt quát lớn, nó không đi thì thôi, tất cả là tại nó. Nếu hôm thằng Du qua báo, nó chịu nói cho mình, thì mình bây giờ đã không rước quỷ vào nhà rồi. Ông Ngọt tức giận mà dắt xe máy ra ngoài sân, cầm lấy giỏ quần áo mà để đằng trước xe. Ông Ngọt vặn chìa khóa để máy, nhưng nó không nổ máy. Ông mới đạp thật mạnh, nó cũng không nổ máy. Anh Khôi thấy vậy thì cũng giúp bố mình đạp, nhưng nó cứng đờ, có dùng sức thế nào cũng không thể đạp được mà đi. Ông Ngọt đành hiểu mà dắt xe vào trong nhà bếp. Ông đề nhẹ thì chiếc xe nó nổ máy giòn tan. Ông chỉ đành bất lực mà để xe đó rồi đóng cửa bếp lại. Giờ chỉ còn xe của anh Khôi, nhưng nó cũng bị xẹp bánh, dắt đi còn không nổi nói chi mà chở người đi. Lạ vậy, hôm qua con đi bánh xe vẫn bình thường mà. Anh Khôi cũng đành cùng bố mà đẩy lết chiếc xe cất vào nhà. Nó không cho mình đi xe thì mình đi bộ vậy. Ông Ngọt nói rồi ôm lấy cái giỏ quần áo mà giục bà Tám đi. Uyên, nghe mẹ đi thôi con. Chị Uyên vẫn ngồi lì ở đó mà không muốn đi, chị như vẫn không tin vào chuyện ma quỷ này. Bà Tám hối thúc con gái thì bị ông Ngọt quát lớn vì đã gần 12 giờ rồi. Bà Tám vừa đi vừa gọi chị Uyên nên không để ý phía trước mà bị vấp ngã trẹo cả chân. Trời ơi, mày xem đi con. Nó đang ngăn cản mọi người qua nhà cụ Vãn mà. Mày cứ ở đó có chết tao cũng đành chịu. Tao nói mày không nghe là quyết định lựa chọn của mày. Anh Khôi đành cõng mẹ đi, còn ông Ngọt thì ôm quần áo và đồ dùng cần thiết mà đi qua nhà cụ Vãn. Bố, bố để chị Uyên ở lại thật sao? Ông Ngọt đáp, hai mẹ con cứ qua nhà cụ trước đi, chị mày có cái vòng đeo cổ bố cũng yên tâm. Giờ bố về mà đưa nó đi đây. Bà Tám lo lắng, ông về nhà sao? Sắp đến giờ rồi, mà có nói nó cũng chẳng đi đâu. Ông Ngọt nhìn vợ mà đáp, bà yên tâm lần này nó cũng phải đi thôi, tôi trở lại đây. Bà Tám và anh Khôi lo lắng mà nhìn theo bóng lưng của ông Ngọt. Họ lo lắng điều gì đó sẽ xảy ra với ông. Chị Uyên ngồi đó mà ấm ức khóc. Tại sao mọi người lại tin vào cái con ma con quỷ gì đó chứ? Mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi mà. Chị Uyên bực tức gạt đi nước mắt mà nhanh chóng thu dọn lại hành lý. Chị quyết định sẽ lên lại thành phố tiếp tục công việc. Cánh cửa gỗ bỗng kêu lên cót cả cót két, rồi nó dần dần mà khép lại. Tiếng kêu làm cho chị Uyên giật mình mà bất giác nhìn xuống dưới nhà bếp. Ánh đèn bếp bỗng nhiên chớp tắt, chị Uyên thấy rõ ràng có cái bóng đen xỉ không có đầu mà đứng nơi góc bếp nhìn về phía chị. Chị Uyên hét lên chói tai mà ngã người xuống dưới đất. Cái bóng đen ấy nó tiến dần lên nhà trên, làm chị Uyên chỉ biết sợ hãi mà lết người về phía sau. Cứu, cứu, cứu con với bố mẹ ơi. Cánh cửa gỗ lúc này bị một lực mạnh đẩy bung ra, ông Ngọt xông vào mà kéo chị Uyên đứng dậy. Giờ thì cái bóng đen xì ấy biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Giờ thì mày nghe lời bố mẹ chưa? Chị Uyên lúc này chỉ biết khóc mà gật đầu lia lịa. Hai bố con đang định rời đi thì đồng hồ lúc này chỉ đúng 12 giờ trưa, giờ mà ban ngày, nhưng ma quỷ vẫn có thể lộng hành. Một lần nữa cánh cửa gỗ lại khép vào mà ngăn cản đường đi của hai bố con. Từ dưới bếp,
Tiếng xe máy của ông Ngọt nổ lên rồi như có người vặn ga mà ầm ầm dưới bếp. Bà Tám cùng anh Khôi đứng chờ mà ruột gan nó nóng hổi, không biết là có chuyện gì với bố con nhà nó nữa không chứ. Bà Thu lúc này cũng lật đật mà đạp chiếc xe đạp đi tới. Biết được mọi chuyện thì bà Thu đề nghị bà Tám lên xe để bà chở đi, còn anh Khôi thì quay lại mà giúp ông Ngọt. Lúc này thì anh Du cũng đi đến mà bảo, mẹ cháu đoán là thế nào cái Uyên con bác cũng cứng đầu mà không qua, nên bảo cháu qua mà đưa bằng được cô ấy đi. Vậy thì quý hóa quá, nhờ cháu tất cả, cháu đi với thằng Khôi quay về giúp cô nhé. Bà Tám nói với anh Du rồi cũng ngồi lên xe đạp bà Thu mà đi. Tiếng cười khanh khách của cái bóng đen cụt đầu nó vang vọng trong căn nhà gỗ của ông Ngọt. Lúc này thì hai bố con ông đang dùng sức mà phá tung cánh cửa để chạy ra ngoài. Nhưng dường như cánh cửa không hề nhúc nhích, cánh cửa gỗ mà nó lại vững chắc như bức tường xi măng vậy, khiến cho hai bố con chị Uyên mệt nhoài. Mày muốn gì? Ông Ngọt lúc này giận quá hóa liều mà quát lên với con quỷ. Con quỷ bỗng từ từ dưới bếp mà bước từng bước lên trên nhà. Nó không có đầu, không có khuôn mặt, nhưng tiếng cười và âm thanh vẫn phát ra từ phía cái bóng đen xì xì của nó. Nóng, nóng quá! Sợi dây chuyền sâu từ những đồng xu cũ bằng những sợi chỉ đỏ lặng lẽ đứt ra mà rơi xuống đất. Trước khi đứt, nó còn làm cho cổ của chị Uyên nóng rát mà khiến chị phải kêu lên. Những đồng xu rơi leng keng trên mặt đất rồi nằm im trước thân hình đen xì ấy. Cái bóng đèn nó lại cười lên một cách kinh dị mà phát ra âm thanh ồm ồm như vọng về từ cõi xa xăm. Cả gia đình chúng mày phải chết, phải chết. Chị Uyên lúc này người mềm nhũn mà nép sát vào bố mình, là một đứa có tính cách mạnh mẽ, chưa bao giờ mà chị cảm thấy mình sợ hãi đến như thế. Ông Ngọt thì mặt mày tái xanh lại, nhưng ánh mắt ông lại đỏ lên giận dữ. Tao không cần biết mày là ai, nhưng mày đã hại con trai tao, còn đụng đến con gái của tao. Bây giờ mày lại đòi hại chết cả gia đình tao. Đồ con quỷ không đầu xấu xí. Rồi mày sẽ suốt đời không được siêu sinh, sẽ bị giam cầm mãi mãi mà thôi. Con quỷ có vẻ tức giận, rất tiếc là nó không có khuôn mặt để biểu lộ cảm xúc lúc này. Nhưng nó cũng hừ một tiếng mà đáp lại. Tao xấu xí cũng là do ông bà chúng mày đã làm tao ra nông nỗi này. Chúng mày phải chết. Phải chết. Cái bóng đen gầm rú lên rồi nó tiến lại mà bóp lấy cổ của ông Ngọt, khiến ông không thở nổi mà tay quơ ra giãy giụa, nhưng dường như cũng chỉ chạm vào hư không mà thôi. Chị Uyên thì gào hét mà đập mạnh cánh cửa cầu cứu, vì lúc này chị cũng không biết làm gì mà chỉ có thể đập cửa cầu cứu. Cánh cửa gỗ một lần nữa bật tung ra mà hất văng cả ông Ngọt và chị Uyên ngã nhào trên mặt đất. Một tiếng hét chói tai vang lên và ông Ngọt cũng ngã ra trên mặt đất khi anh Du cầm lấy một thau máu chó mực trộn với tiết gà trống mà hất thẳng vào người hai bố con ông Ngọt. Chị Uyên thấy toàn một màu đỏ thì cũng sợ hãi mà lăn ra ngất xỉu, nhưng con quỷ ấy cũng sợ phần nào mà biến mất dạng. Anh Du và Khôi cũng chỉ biết nhanh chóng lao vào mà kéo hai người dính đầy máu chó mực và máu gà trống mà lôi ra ngoài ánh nắng. Sao anh biết mà mang theo thứ này vậy? Khôi lau mặt cho chị Uyên mà hỏi Du. Du đáp, là mẹ anh, cụ Vãn đã nhanh chóng về nhà chuẩn bị, con lu đen nhà anh cũng phải hy sinh để cứu gia đình em. Anh Khôi nghe đến đây thì cũng ngại ngùng nhưng chỉ biết than thở mà thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ anh bảo nếu con quỷ này nó thoát ra được thì mọi người trong làng cũng không yên được với nó, nên dù có hy sinh thì cũng không phí công đâu em. Anh Du nói rồi nhanh chóng vào nhà lấy túi đồ của chị Uyên mà cố lay cho hai bố con tỉnh dậy. Chị Uyên sợ hãi mà ôm lấy em trai khóc nức nở. Mọi người lo lắng vì ông Ngọt vẫn chưa tỉnh. Thế là cùng nhau đưa ông Ngọt lên xe mà đưa qua nhà bà Bụ Vãn, chứ để đây cũng không an toàn tí nào cả. Mặc kệ cửa nhà toang hoang và đồ đạc lộn xộn, mọi người cùng nhau qua nhà bà cụ Vãn, bỏ lại sau lưng là bóng đen xì không đầu đang đứng đó mà nhìn qua kẽ hở của vách gỗ. Nó không từ bỏ mà bám theo tà áo của anh Khôi, ngồi phía sau xe mà đu đưa theo mọi người đi qua nhà bà cụ Vãn. Anh Khôi ngồi trên xe mà cảm thấy người mình nặng trịch. Anh nghĩ chắc mình mệt nên cũng cố gắng mà ngồi vững, đưa bố và chị hai qua nhà bà. Chiếc xe máy vừa đậu xuống sân nhà bà cụ Vãn thì con chó vàng nhà bà đã sủa vang lên về phía mọi người. Anh Du có đuổi thế nào thì nó cũng không đi. Nó lại vòng ra sau phía của anh Khôi mà sủa lên ầm ĩ.
Bà cụ Vãn đành bước ra mà nhìn anh Khôi. Bà dùng cành cây dâu mà vụt mạnh vào người anh Khôi. Bà Tám cùng bà Thu đều giật mình mà lo lắng cho ông Ngọt. Chị Uyên và anh Khôi đang bị vụt túi bụi. Nhưng anh Khôi không hề có biểu hiện gì gọi là đau đớn, mặc dù tay chân hằn lên những đường roi đỏ của cành dâu. Bà cụ Vãn vụt được một lúc thì cũng ngưng lại mà bảo mọi người đưa ông Ngọt vào nhà. Thấy người của chồng và con gái đều dính máu thì bà Tám lo sợ lắm. Bà hỏi chị Uyên thì được chị kể lại mọi việc xảy ra cho mọi người nghe. Bà cụ Vãn tiến lại mà ấn vào một vài huyệt mạch trên người ông Ngọt thì ông tỉnh lại. Bà đưa cho hai bố con rất nhiều lá bưởi và bảo đun nước tắm cho âm khí giảm bớt đi. Chiều nay con bé Uyên cùng thằng Du phải bắt xe đi đến nhà thầy Vãn ngay lập tức. Trong bữa cơm trưa muộn, cụ Vãn đề nghị với chị Uyên phải đi gấp. Chị Uyên lúc này cũng đồng ý mà nhìn sang chỗ anh Du. Mặc dù chị không thích đi với anh Du chút nào, nhưng vì hoàn cảnh nên chắc có lẽ chị phải đồng ý đi thôi. Chị Uyên và anh Du lên xe lúc 4 giờ chiều. Nếu không gặp vấn đề gì thì đúng 5 giờ sáng mai sẽ có mặt nhà thầy Vãn. Chiều tối tầm khoảng 6 giờ, ở nhà cụ Vãn, hôm nay có thêm nhiều người nên điện cũng sáng trưng. Ông Ngọt đang ngồi cùng cụ và mọi người nhâm nhi chén trà, mà nghĩ lại mọi việc thì con chó vàng nhà cụ Vãn nó lết từng bước từ phía bên hông nhà đến mà nằm lăn ra giữa sân. Mọi người có mặt ở đấy chỉ biết trợn mắt mà méo mặt khi cái đầu con chó bị vặn ngược ra sau mà chia cả xương cổ ra. Máu ở cổ, nó đang chảy ra mà trợn mắt rồi ngã lăn trên đất. Không ai lên tiếng cả, vì mọi người biết con chó vàng nó bị làm sao và ai đã làm như thế với nó. Ông Ngọt định đi ra mà kéo xác nó đi chôn cất, thì bà cụ Vãn ngăn lại bảo con quỷ ấy nó đang ở xung quanh căn nhà cụ. Nhà cụ đã được trấn yểm nên nó không thể vào nên mọi việc ra ngoài phải tạm gác đến sáng mai vậy. Hơn 6 giờ xe ngừng cho mọi người ăn tối, nên chị Uyên và anh Du cũng bước xuống xe mà ăn cơm. Chị Uyên đi ra sau phía nhà cơm để rửa mặt và vệ sinh, thì anh Du cũng rời đi mà theo sát chị. Anh định theo tôi vào trong nhà vệ sinh luôn hả? Chị Uyên gắt lên với anh Du. Anh Du cũng không vừa mà đáp trả. Không phải vì mẹ tôi bảo thì tôi cũng không thèm mà theo sát cô đâu. Uyên không nói mà đóng cánh cửa lại. Bỗng cô cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô lạnh buốt sống lưng mà dựng hết tóc gáy lên. Tấm bùa trong áo cô nóng rực lên mà phát ra ánh sáng. Uyên vội lấy nó ra thì thấy dòng chữ viết trên tấm bùa đỏ rực lên và nóng rực, nhưng cảm giác lạnh lẽo cũng đã dần hết. Uyên sợ hãi mà nói to, anh Du, anh còn ở đó không? Du nghe giọng run rẩy của cô thì hiểu chuyện mà trấn an cô vài câu. Sau khi ra ngoài thì Uyên sợ hãi mà ôm chặt lấy anh Du. Mặc cho bao người đi qua nhìn ngó, cô vẫn ôm lấy anh mà cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Du hiểu cô chỉ cần rời khỏi anh một chút thì mọi chuyện sẽ xảy đến. Vì chính anh là khắc tuổi với con quỷ nhưng lại rất hợp với Uyên. Vía của Du rất mạnh và cũng đã được cụ Vãn chỉ cho một chút phòng bị nên cũng đã quen rồi. Hai tấm bùa mà cụ Vãn đưa nếu kết hợp với nhau thì có uy lực rất mạnh nên con quỷ không đầu ấy sẽ không hại được họ. Nhưng nếu họ tách ra thì coi như xong, nó sẽ có thể nhập vào thân xác của Uyên bất cứ lúc nào. Du nắm tay Uyên mà đưa cô trở lại lên xe mà tiếp tục đi tiếp. Con gái dù mạnh mẽ thế nào cũng sẽ cần một bờ vai vững chắc mà. Uyên dựa trên vai Du và ngủ thiếp đi, có lẽ ngay hoàn cảnh này cô phải bên anh thì mới an toàn được. Đúng 5 giờ sáng, anh Du và chị Uyên có mặt nhà thầy Vãn. Vừa gặp thì thầy đã đốt lên tấm bùa vàng nhưng lại phát ra ánh lửa xanh mà cua qua lại người chị Uyên mà nói. Âm khí trên người con nặng quá, hôm qua vừa trải qua khó khăn nữa, xém tí thì mất cái mạng này. Thôi đừng lo, có ta rồi thì sẽ xong mọi việc thôi. Chị Uyên nghe thầy nói thì yên tâm phần nào, mà công nhận vừa đốt xong tấm bùa thì người chị nhẹ hẳn đi và đầu óc cũng thông thoáng. Chị được thầy sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và cũng chìm vào giấc ngủ sau một đêm và một ngày dài mệt mỏi, xảy ra quá trời chuyện. Chỉ có anh Du là ngồi uống cà phê sáng với thầy Vãn, là cậu ruột của mình. Vì một lời hứa mà cậu không thể ra khỏi cái vùng này cho nên chưa gặp lại được người chị gái của mình. Du mỉm cười. Rồi mẹ con sẽ đến ở cùng cậu sau khi xong việc gì đó mà mẹ không nói cho con biết. Cậu Vãn gật gù mà đáp. Cậu cũng mong như vậy, chị ấy cũng đến tuổi gần đất xa trời rồi. Mà con cũng vậy, cũng định lấy vợ muộn rồi sinh con muộn như ngày trước, mẹ con đã muộn. Thời thanh xuân mà lấy chồng sao?
Du gãi gãi đầu vì anh cũng đã gần 40 cái xuân xanh rồi còn đâu nữa. Rồi sau này con cái sinh ra, mẹ anh có được ấm bồng không nữa. Ta thấy con và cô gái ấy rất hợp nhau. Cô ta bên con thì công việc con sẽ suôn sẻ và thuận lợi. Còn con bên cô ta thì mọi vấn đề về âm giới, cô ta sẽ tránh khỏi những lần chết hụt trong phần đời còn lại. Ta thấy hai đứa có đường tình duyên rất dài và bền bỉ nữa. Cậu Vạn nói rồi mỉm cười mà nhìn lại cuộc đời mình. Đã đến tuổi 60 mà vẫn còn độc thân, vì rõ ràng ý chí cậu sống chỉ vì một người đã khuất và cậu cũng chờ đến ngày cậu mất để được gặp người ấy. Cậu Vạn vào trong phòng, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào có khắc đường nét hoa văn tinh xảo mà đưa cho anh Du mà nói. Thứ mẹ con cần là đây, cậu mong rằng mẹ con sẽ đến và trả lại cho cậu. Du cầm lấy thanh kiếm gỗ mà cất đi cẩn thận, anh biết sẽ tiêu diệt được con quỷ ấy thôi. Mẹ anh sẽ lại mang kiếm đến mà trả lại cho cậu Vạn. Sáng rồi, nên mọi người mang thi thể của con chó đưa ra sau nhà mà chôn cất nó. Tội nghiệp, chắc là nó đau lắm. Một ngày dài lại trôi qua, gia đình ông bà Tám ngọt buồn rầu mà mong cho mọi chuyện sẽ nhanh qua. Bà Tám cứ khóc hoài thôi, cũng may là có bà Thu an ủi chứ không cũng buồn dữ lắm. Tối hôm ấy gió thổi dữ lắm, tựa như cơn giận dữ của một vong hồn nào đó gửi vào trong gió mà đang tức giận muốn trút hết vào căn nhà nhỏ của cụ Vạn. Trời gần sáng, khoảng 4 giờ thì ông Ngọt bỗng thức giấc vì tiếng động của cánh cửa gỗ. Ông ngồi dậy nhìn thì thấy bà Tám vợ ông đang mở cửa mà bước ra ngoài. Ngoài trời đêm đen chưa sáng kia là tiếng cười khanh khách của con quỷ không đầu. Nó đang đứng trước sân nhà cụ Vãn mà tay giữ chặt tay của bà Tám. Ông Ngọt chỉ biết la lên gọi cụ Vãn và bà Thu và con trai ra ứng cứu. Cụ Vãn tay chống gậy mà bước ra ngoài. Ra ngoài là ra khỏi kết giới bảo vệ của trận pháp trấn yểm, nên bà cụ Vãn thấy người mình lạnh buốt nhưng vẫn đứng yên mà quát. Thả người ta ra. Con quỷ không đầu lúc này hiện rõ cho mọi người thấy. Nó vẫn thế, không có đầu nên chả biết mặt mũi thế nào, nhưng nó vẫn cười lên man rợn mà chỉ vào từng người mà gằn giọng. Phải chết, mày cũng chết. Mày xen vào nên cũng chết. Cả bà Vãn, bà cũng phải chết. Cụ Vãn thở dài nặng nề mà nói. Tại sao ông không buông được mọi thứ mà đi đầu thai, rồi giờ thành quỷ thế này, ông thấy tốt lắm sao? Con quỷ không đầu đáp. Chúng nó phải chết. Chết rồi hầu hạ cho tôi thì mới được. Bà Tám lúc này như vừa tỉnh mộng, mà thấy con quỷ không đầu bên cạnh, mà sợ hãi hét toáng lên. Một cái bóng khác từ đâu cũng lao đến, mà nhằm phía con quỷ không đầu mà kéo tay nó. Con quỷ không ngờ tới, nên cũng bất ngờ mà chưa kịp phản ứng. Cái bóng đen ấy liền đẩy nhẹ bà Tám vào trong hiên nhà mà đứng đó nhìn mọi người. Bà Tám được ông Ngọt đỡ dậy mà cũng nhìn cái bóng ấy. Là cái bóng đứng ở hàng rào dâm bụt hôm trước cơ mà. Ông Ngọt nhận ra mà la lên. Cọ là thằng cọ. Vong mày về đấy phải không con? Cái bóng định nói gì nhưng lại bị con quỷ không đầu đưa đôi tay to lớn ra mà bóp chặt lấy đầu cái bóng ấy. Một ánh sáng từ trong cái bóng thoát ra mà vụt mất lên bầu trời rồi biến mất. Cái bóng đen trong tay con quỷ cũng biến mất mà không nói được một lời. Bà cụ Vãn chớp lấy thời cơ mà vung cây gậy lên mà quật mạnh vào con quỷ không đầu ấy. Cùng với miệng bà Vãn lẩm bẩm thì cây gậy gỗ cũng hiện lên những đường hoa văn sáng rực mà làm cho con quỷ thét lên đau đớn. Nó lùi lại phía sau nhưng cũng không bỏ chạy mà cũng dần tiến lại phía cụ Vãn. Tại sao ngày ấy bà cùng lão già em trai bà phong ấn tôi? Con quỷ không đầu nhưng phát ra tiếng âm thanh nghe rợn người nhưng cũng đủ cho mọi người phải lắng tai mà nghe. Từng câu từng chữ của nó làm những cái xương trên người họ cảm thấy lạnh buốt. Vì ông tác oai tác quái quá mà. Cụ Vãn buông gậy xuống mà trả lời. Con quỷ vẫn đứng đó mà gầm rú rồi nó lại nói. Chúng nó chặt đầu tôi, chôn dưới thửa ruộng ấy. Cố ý trồng cây nhãn mà đánh dấu, mời thầy trấn yểm tôi mà. Rễ cây nhãn cắm thẳng vào xương thịt tôi mà ăn sâu xuống lòng đất. Đầu tôi thì ném thả trôi sông cho cá nó rỉa, chỉ còn lại sọ trắng cũng chôn vùi dưới cát. Hỏi bà làm sao tôi không tức, không thụ oán mà quay lại trả thù dòng họ nhà nó chứ. Bà cụ Vãn nghe những lời ấy thì rưng rưng nước mắt, bà cũng xót thương cho kiếp người của ông ta. Cụ Vãn bắt đầu kể lại mọi việc. Ngày ấy, ông nội của ông Ngọt đây là một người rất giàu có. Ông ta có duy nhất một người con trai là bố của ông Ngọt năm ấy, độ khoảng 40 tuổi, đã có vợ sinh con là ông Ngọt bây giờ. Năm ông Ngọt lên 10 thì mẹ ông sinh hư mà ngoại tình với một người ở trong nhà và bị bắt gặp. Ông ta tên là Ngũ,
Ông Ngũ bị ông nội của ông Ngọt đánh đập rồi chặt đầu thả trôi sông, xác bị vùi xuống thửa ruộng ấy. Linh hồn của ông Ngũ không siêu thoát oán hận mà về hại cho ông nội của ông Ngọt điên loạn, mà lao vào đoàn tàu mà bị cán chết nát bét. Đến bố của ông Ngọt thì đã mời thầy trấn yểm, và thầy được mời ấy chính là ông Vạn và bà Vãn đã ra tay mà trấn yểm ông Ngũ vì ông hận thù đến hóa quỷ mà gặp ai cũng hại, kể cả người trong làng. Tại sao ngày đó bà không giết luôn hồn phách của tôi? Con quỷ không đầu hỏi bà cụ Vãn. Cụ cũng đau buồn mà đáp, vì ngày ấy tôi thương ông. Nếu ông nghe tôi không mơ mộng đến vợ người ta, thì giờ ông đã ở bên tôi tới già. Bà cụ Vãn bật khóc, bà như nhớ lại thời thanh xuân của mình vậy. Bà là người đưa ra ý kiến trồng cây nhãn, vì ông Ngũ ngày xưa rất thích ăn nhãn. Hơn 50 năm qua, cây nhãn vẫn còn đó, và mỗi khi thấy nó, bà lại nhớ đến ông. Một người bà từng thương, giờ đây đã là quỷ dữ. Một là tôi vĩnh viễn không siêu sinh, hai là tất cả mọi người đều phải chết. Con quỷ điên cuồng mà lao về phía bà cụ Vãn. Cụ này đã lớn nên không còn nhanh nhẹn như trước mà né tránh, chỉ đành lấy cứng đối cứng với lão quỷ dữ này, và cụ không phải là đối thủ của nó. Cụ Vãn lùi vào trong nhà mà miệng trào ra máu tươi làm mọi người lo lắng. Không sao, là màu đỏ tươi của bã trầu. Cụ Vãn an ủi mọi người mà nặng nề đứng dậy. Lúc này anh Du và chị Uyên cũng đã về, hai người cùng thấy cái bóng đen không đầu ấy, thì chị Uyên nép sát vào anh Du mà sợ hãi. Bà cụ Vãn tập tễnh mà bước xuống sân nhà mà nói, đưa thanh kiếm gỗ cho mẹ. Anh Du dũng cảm kéo tay chị Uyên vào trong nhà vì trên tay anh đã có thanh kiếm. Thanh kiếm làm con quỷ sợ vài phần vì ngày xưa nó đã từng bị bại dưới thanh kiếm ấy. Bà cụ Vãn cầm lấy mà lấy con dao nhỏ, rạch một đường, nơi ngón trỏ mà vuốt lên thanh kiếm gỗ. Anh Du lo lắng vì bà đã lớn tuổi, nhưng bà cụ Vãn xua tay lắc đầu, ý bảo bà không vấn đề gì. Những hoa văn trên kiếm gỗ nổi lên, bà cụ Vãn cầm thanh kiếm mà phi thẳng đến chỗ con quỷ không đầu. Nó định bỏ chạy, nhưng không ngờ bà Vãn lại nhanh như vậy. Đúng, vì bà đã dùng hết sức lực với nhát kiếm kết liễu con quỷ cứng đầu này. Con quỷ không la hét, nó chỉ cười sảng khoái mà nhìn cụ Vãn. Có lẽ tôi đã sai khi giết hại nhiều người vô tội. Cảm ơn bà vì những gì đã làm cho tôi. Có lẽ trong ký ức của một con quỷ máu lạnh hiện lên một đoạn thời gian hạnh phúc bên cạnh bà cụ Vãn. Nó trách mình ngu ngốc không biết trân trọng người thương mình. Đến giờ nó nhận ra cũng đã quá muộn, lão Ngũ năm ấy đã chết, hóa quỷ và giờ này cũng chết trong bàn tay người thương mình. Tất cả kết thúc. Con quỷ không đầu không bao giờ có kiếp sau, tinh phách của con quỷ bay lên dập trời mà tiêu tán đi chứ không được ai đó thu lại. Bà cụ Vãn cũng ngã xuống mà ngất lịm đi, bà đã quá mệt mỏi rồi. Năm sau thì gia đình ông bà Tám Ngọt cũng trở lại bình thường. Họ mong rằng thằng con trai út, theo như lời cụ Vãn nói, sẽ được hội đủ hồn phách mà đầu thai kiếp khác. Ông bà luôn đi chùa cầu Phật mà làm phước để dành phần cho con cái. Anh Khôi cũng thành đạt hơn trong công việc, cuộc sống cũng ổn định. Anh Du và chị Uyên cũng đưa được cụ Vãn về nhà cùng cậu Vạn. Đó là tâm nguyện cuối cùng của cụ Vãn. Và cụ cũng thực hiện lời hứa trả lại cho em trai thanh kiếm gỗ. Cụ Vãn nhìn chị Uyên và trao cho chị chiếc vòng được đan bằng sợi chỉ đỏ. Chị Uyên ngạc nhiên định hỏi, nhưng anh Du cũng lấy ra chiếc vòng y hệt chị mà bảo. Nó là sự bình yên, may mắn và hạnh phúc trong tình yêu. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Đừng quên ấn like cũng như là đăng ký kênh YouTube này để đón xem video mới nhất từ kênh nhé. Ủng hộ tác giả, ấn đăng ký trang tác giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.